Xin chào cả nhà. Sáng hôm nay mình cũng đi nhặt trứng gà và mình cũng sẽ làm một cái video, mình cũng giao lưu với tất cả anh chị mình về cái công việc hàng ngày của mình. Mình cũng chia sẻ đến với tất cả anh chị là mình chăn nuôi gà để kiếm thêm cái thu nhập. Thì cũng chia sẻ với cả nhà ấy, thì mình là chỉ nuôi với số lượng vài chục con, cụ thể ở đây là 30 con cả nhà. Thì với 30 con gà như vậy ấy, mình nuôi chiên lấy trứng thì nó luôn cho mình một cái thu nhập tầm 30 quả trong 2 ngày. Có nghĩa là cứ bình quân là một ngày đó mình sẽ thu 15 quả và mình bán với cái giá địa phương mình đó anh chị là khoảng 4.500 đồng một quả. Thì chia sẻ với tất cả anh chị là như thế. Thì tính ra với 30 con gà ấy, mình thu nhập trừ đi tất cả các chi phí thì mỗi ngày mình sẽ có cái lợi nhuận dao động từ 40.000 đến 50.000 đồng. Nó tùy thuộc vào cái thời điểm con gà mình đã để ít hay để nhiều, nhưng mà nó dao động khoảng đấy. Thì đây là cái buổi sáng hôm nay mình đi nhặt trứng. Thì đây ở mình bây giờ là đang là 8 giờ sáng cả nhà. Hôm nay những cái con gà này nó cũng đang kiếm ổ để đi đẻ đây, nó chưa có ra khỏi ổ. Thì bây giờ mình quay cho cả nhà mình xem. Đây những cái trứng gà mà hôm nay sáng nay mình sẽ nhặt. Thì cái video ngày hôm nay ấy, mình muốn làm mình muốn chia sẻ đến với tất cả anh chị mình là về cái vấn đề là cái cách mình chăn nuôi gà ra làm sao mà để cho mình khai thác nó được lâu nhất. Như cả nhà cũng biết cái đàn gà của mình đấy, đây là cái giống gà mình nuôi đã hơn 4 năm rồi cả nhà. Có nghĩa là mình nuôi trong vòng 4 năm với số lượng tầm 30 con thì mình vẫn khai thác tới thời điểm bây giờ vẫn còn nguyên 30 con. Và cái thời gian khai thác mặc dù rất là lâu nhưng mà nó cũng rất là hiệu quả vì cái kinh tế nó không có bị suy giảm. Có nghĩa là cái cách mình khai thác và mình chăn nuôi cái giống này nó rất là bền, nó bền về thời gian. Thì bây giờ mình sẽ đi chia sẻ với tất cả anh chị mình cách mình chăn nuôi ra làm sao để vừa khỏe vừa hiệu quả, cũng như mình có thể khai thác cái đàn gà mình lâu như vậy, mình chăn nuôi như thế nào để cho nó được như thế. Bởi vì đa số anh chị mình đấy, khi mình chăn nuôi gà đấy mà đi kiếm thêm cái thu nhập ấy, mình nuôi chỉ trong vòng 1 đến 2 năm là cái đàn gà của mình nó đã bị giảm về cái tỷ lệ đẻ là 1, hoặc là nó bị dịch bệnh là 2, thậm chí là trong quá trình mình nuôi đấy nó không có đạt năng suất đẻ trứng. Còn về sau cái đàn gà của mình cái tỷ lệ nó sẽ giảm đi, nhưng mà với bản thân mình nuôi 4 năm nay ấy, thì cái tỷ lệ nó vẫn như vậy. Thì cái cách là như thế nào thì mình chia sẻ. Thì bây giờ mình sẵn cái dịp đi nhặt trứng này, buổi sáng đi nhặt trứng mình cũng chia sẻ luôn với anh chị mình. Thì cái cách mình nuôi rất là đơn giản cả nhà. Nó dựa trên 3 cái yếu tố. Và mình cũng chia sẻ với anh chị là cái chia sẻ của mình nó đến từ một cái quan điểm cá nhân, là cái bản thân mình đang làm mình thấy nó hiệu quả mình chia sẻ. Và mình nuôi kiểu kiếm thêm cái thu nhập, chứ không, mình không phải là một người chuyên gia về chăn nuôi gà. Mình cũng không phải là những người có chuyên môn, mà mình nuôi theo kiểu trường đời nhất, nuôi kiểu thực tế nhất. Thì cái cách để mình khai thác cái con gà mình nó lâu như vậy anh chị, thì mình có chia sẻ là có 3 yếu tố. Cái yếu tố đầu tiên là cái cách mình chọn con giống. Chia sẻ với anh chị là như thế. Cái con giống nó rất là quan trọng. Mình phải chọn cái con giống mà nó bền. Bền nghĩa là nó bền mái, để nhiều năm nhưng mà cái chất lượng nó vẫn tốt. Thì cái con giống mình hướng tới ở đây anh chị, đó chính là cái giống gà tôm hồn. Chia sẻ với anh chị là như vậy. Ở địa phương mình gọi là giống gà tôm hồn ấy, còn nhiều nơi người ta gọi là giống gà tôm hồn. Nói chung là cái tùy địa phương anh chị mà có cái cách gọi khác nhau. Thì cái giống gà này nó có một cái ưu điểm như thế này anh chị. Cái sức đề kháng nó rất là cao. Nó thích hợp chăn thả tự nhiên. Cũng như là cái tỷ lệ đẻ trứng của nó rất là đều. Cứ bình quân như vậy, một con ấy mà khi trưởng thành, có nghĩa là chúng ta nuôi từ một con gà con đến tầm 5 tháng nó sẽ bắt đầu đẻ trứng đầu tiên. Và khi nó bắt đầu đẻ trứng đấy, cứ bình quân 2 ngày nó sẽ đẻ một lần. Cái này là tỷ lệ một con ấy.
cứ một con bình quân cứ 2 ngày nó sẽ đẻ một lần cả nhà. Thì đấy là cái hiệu suất của nó cũng như cái đặc tính của con gà là như vậy. Và một cái yếu tố thứ hai mà giúp cái con gà mình nó luôn đẻ lâu và mình khai thác nó được lâu cả nhà, đó chính là bản thân mình, đó chính là mình tận dụng cái diện tích khu vườn, mình tận dụng cái diện tích khu vườn rộng kết hợp với mình chăn nuôi một cái số lượng phù hợp, thì gần như cái con gà của mình ấy nó rất ít bệnh. Cụ thể ở đây là tùy vào cái diện tích anh chị, mà anh chị có một cái số lượng nuôi cho nó hợp lý. Và đối với mình ấy thì mình sẽ tính như thế này anh chị, là cái bình quân ấy một cái con gà đó mình sẽ nuôi trên 10 mét vuông với hình thức chăn thả. Khi mình nuôi như vậy đó thì cái con gà mình nó sẽ có một cái không gian rộng hơn, thoải mái hơn, vừa giúp cho mình tiết kiệm cái chi phí chăn nuôi đi cả nhà, bên cạnh nó cũng giúp cái môi trường nó thông thoáng, nó ít cái bệnh tật đi. Mà khi môi trường nó thông thoáng ít bệnh nha anh chị, là cái con gà mình cái tuổi thọ nó cũng sẽ được kéo dài hơn, cao hơn. Và khi con gà không bị bệnh ấy, thì gần như là cái tỷ lệ trứng nó đẻ cũng rất là đều. Thì đấy chính là cái môi trường. Và một cái yếu tố nữa anh chị, đó chính là vệ sinh. Mình sẽ nuôi gà từ gà con lên, gà 1 ngày tuổi lên anh chị, và mình sẽ làm vệ sinh đầy đủ cho nó, mình sẽ phòng những cái bệnh cơ bản nhất cho nó. Thì khi đấy thì con gà mình sẽ có sức đề kháng tốt nhất, nó có một cái nền tảng tốt nhất. Và kết hợp với mình chăn thả ở vườn đó thì gần như nó sẽ thích nghi được với mọi môi trường, nó sẽ ít cái bệnh tật này. Thì đấy là cái vấn đề thứ hai. Và một cái túi cuối cùng mà để cho cái đàn gà của mình ấy nó để đều, mặc dù 4 năm rồi cả nhà, nhưng mà cái lượng trứng nó không có thay đổi, nó vẫn bình quân 15 đến 20 quả trên một ngày với số lượng 30 con. Thì đó là cái cách mình cho gà ăn bằng những cái thức ăn hữu cơ, cho ăn bằng thức ăn phối trộn tự nhiên, chứ mình không có cho con gà mình đấy cả nhà ăn bằng cống công nghiệp hoặc là ăn bằng những cái hóc môn cũng như là kích thích trứng. Bởi vì khi mà các anh chị cho ăn bằng thức ăn tự nhiên ấy thì cái con gà mình nó cũng sẽ đẻ trứng theo hình thức tự nhiên, nó không có bị ép, nó không có bị kích thích trứng, nó không có bị kiểu như là mình ép nó phải đẻ đấy cả nhà. Khi mình sử dụng những cái hóc môn đấy hoặc là những cái thức ăn dành riêng cho gà đẻ được chế biến từ công nghiệp ấy thì nó sẽ có một lượng mình gọi là lượng chất kích thích trứng, làm cho con gà mình sẽ đẻ nhiều hơn, nhưng bù lại con gà mình sẽ nhanh mất sức hơn anh chị. Khi mất sức thì dẫn đến tình trạng là cái lượng trứng nó sẽ bị suy giảm đi. Còn đối với mình ấy là mình chỉ cho ăn bằng tự nhiên thôi, ăn tự nhiên và đẻ tự nhiên, chứ mình cũng không có kích thích trứng gì cả và mình cũng không có sử dụng hóc môn. Thì đây là cái chia sẻ của mình là như vậy. Đây là những cái yếu tố mà mình chăn nuôi gà đẻ, mặc dù nuôi với 30 con thôi và với một hình thức nuôi chăn thả tự nhiên, nuôi kiểu trường đời nhất, nhưng mà mình đã khai thác được cái đàn gà này hơn 4 năm và cái số lượng vẫn nguyên 30 con, không có bị hao hụt. Thì anh chị thấy rất là đơn giản thôi, mình vừa có thu nhập vừa khỏe, và đặc biệt hơn cái thời gian mình khai thác và thời gian mình sử dụng cái con gà này rất là lâu, giúp mình có một cái nguồn thu đều và ổn định, mặc dù nó không nhiều nhưng mà rất rất là ổn định. Chứ bây giờ các anh chị trên thị trường bây giờ nó có những giống gà siêu đẻ, nhưng mà mình nuôi chỉ tầm 2 năm thì cái năng suất nó đã giảm rồi, thì mình sẽ tốn công gầy dựng lại hơn, tốn công nuôi lại từ đầu rất là mất công. Đặc biệt với cái phương châm là nuôi để kiếm thêm cái thu nhập, như mình muốn khỏe, muốn ít tốn thời gian thì cái cách này rất là hay. Thì đây là cái quan điểm của mình chăn nuôi là như vậy. Mình cũng chia sẻ đến với tất cả anh chị, nếu anh chị nào mà muốn chăn nuôi để kiếm thêm cái thu nhập, để làm một cái kinh tế thứ hai thứ ba trong gia đình ấy, có thể tham khảo cái cách này của mình. Cách rất là đơn giản thôi nhưng mà cực kỳ hiệu quả. Thì đây là cái chia sẻ của mình gửi đến tất cả anh chị là như thế. Mình cũng xin kết thúc cái video tại đây cả nhà.